Hi, xin chào bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng xem các chú ruồi bủ lợn ăn gì nhé. Nhiều người nói là ruồi bủ lợn là không biết ăn cá hoặc là do không bắt được cá mà ăn. Có nguyên nhân là ruồi bủ lợn nó rất là chậm nha các bạn. Vì thế nên muốn ruồi bủ lợn ăn, chúng ta phải giết chết cá hoặc là cho ăn cá chết thì ruồi bủ lợn nó mới biết ăn. Nguyên nhân gì nếu mà cá mà là cá sống á, nó bắt không kịp, chỉ chờ khi nào mà cá nó chậm nó ngủ thì mới ăn thôi. Đây như các bạn thấy, chúng ta bỏ cá chết vô thì ruồi bủ lợn ăn rất là khí thế nha các bạn. Nên chắc một điều là ruồi bủ lợn biết ăn cá. Các bạn đừng lo chuyện ruồi bủ lợn không biết ăn cá nha, nhưng mà con cá trong hồ thì nó bắt không được. Như các bạn thấy, trong hồ có một chú cá sống chứ bộ, mà chúng ta bỏ cá chết vô thì chuyện gì sẽ khác. Nó rất là khí thế nha. Đây, chúng ta sẽ cùng bỏ. Này, chúng ta nhìn ngó như chỗ này. Các bé bắt đầu nghe mùi cá rồi đó. Ăn rất là nhanh nha các bạn. Này, mổ ăn ngay. Mấy này cũng ăn rất là khí thế nha. Xe cá. Ruồi bủ lợn là một loại ruồi nước sâu nha các bạn. Vì thế nên việc mà là mình nuôi cái hồ khoảng chiều sâu nước 40 là chuyện rất là bình thường. Đây. Mấy chú ruồi súng vô ăn cá rất là ngon lành nha. Dành nhau ăn chứ. Rồi chúng ta sẽ chuyển qua một clip khác và xem các bé ruồi bủ lợn ăn đồ ăn khô nha các bạn. Các bạn đợi mình nhé, mình sẽ quay clip đó sau. Hai. Và bây giờ chúng ta sẽ cho ruồi bủ lợn ăn đoạn khô nha. Sau khi cái clip trước thì mình đã cho ăn đoạn cá thì bây giờ mình sẽ cho ăn đoạn khô. Đoạn khô của ruồi bủ lợn sẽ có một loại hũ chuyên dụng dành cho nó. Đây các bạn có thể thấy. Hũ này. Hũ này là kém chìm nha các bạn. Đây còn chút xíu mình sẽ đổ vô hết luôn. Mình có thể thấy. Khi mà hạt ruồi bủ lợn vô nó sẽ chìm xuống nha. Nên mình mới gọi đây là cám chìm. Lúc nãy là mình cho các bé ăn đoạn là cá chết. Còn bây giờ mình sẽ cho ruồi bủ lợn ăn đoạn khô. Đây, ăn rất là khí thế nha các bạn. Ngoài cám chìm thì chúng ta có các loại đoạn khác nữa, mình cũng có trộn. Ví dụ như ingo nè, tê cha nè, kama và cả cám của rùa. Đây mình cũng sẽ đổ vô luôn. Đó là cám nổi. Ruồi bủ lợn thì nó rất là dễ ăn nha các bạn. Có thể cứ ăn cám chìm hoặc là cám nổi hoặc là cá chết và trái cây. Đây ba bé
hồ có một bé cá chép này mà nó không săn được thì nó cứ để hoài vậy đó. Nên các bạn muốn nuôi chung với cá thì các bạn phải nuôi cái hồ nào mà là cá nhanh á thì nó sẽ không ăn được thôi. Đây mình vừa bỏ cám chìm vừa bỏ cám nổi, thì tùy sở thích của từng bé thôi. Đang ở dưới là nhảy lên trên nó ăn trên, hay thiệt. Mấy bé này là toàn size 15 cm nha, to to mà size nhỏ bên mình tạm hết rồi nha các bạn. Đây. Mấy cái vết chày trên da hay là trên mai là do va quẹt lúc vận chuyển nè, với lại nuôi chung thì khi nó dành ăn nó cắn nhau xíu thôi. Nếu các bạn nuôi riêng chung một mình nó với cá thì rất là an toàn. Đợt trước mình có nuôi chung với ba nữa, ba Bino, thì thấy có vẻ dành ăn nó hơi cạp nhau xíu nên mình đã tắt ra rồi. Từ từ mấy vết này nó sẽ lành từ từ thôi, không sao. Một mũi lợn, một loại ruột phun nước trên cái hồ này đang là hồ sâu tầm như ta 40 nha các bạn, hai gang tay của mình vẫn bơi khỏe, bơi phà phà. Trong clip tới mình sẽ set up lại cái hồ này một lần nữa, mình sẽ tính cho thêm cát vô. Đấy. Nhưng mà tụi nó có một cái môi trường nhìn nó tự nhiên hơn nữa. Mình mỗi lần sẽ có một tập tính là nó sẽ rất thích vùi mình trong cát lắm. Các bạn hãy chờ xem vào clip sau nhé. Có vẻ là cũng mua lợn nó thích ăn cái loại cám nổi thì phải, cái nó bơi lên ăn hơn là ăn cám chìm. Bé này thì cái mái đang lột nha. Bé này của mình để nuôi, hai bé kia thì có thể chia lại cho các bạn. Các bạn nào thích có thể liên hệ Facebook, Zalo bên dưới nha. Hồ ba con này nuôi có vẻ hơi chật rồi, cần giải tán bớt. Bạn nào thích thì liên hệ. Hồ còn rất là khí thế. Cái mũi rất là đặc trưng như các bạn, nhìn y chang như kiểu bắt giới. Hiện tại thì đang dịch nên cái việc mà là nhập mấy bé của mũi lợn về thì hơi khó. Nên bây giờ trong nước thì có nhiều chơi nhiều thôi như các bạn. Wow. Hai bé mới này là mình phải đi thanh lý của khách, lùng sục dữ lắm mới thu thêm được hai bé này nữa. Nuôi cả bầy đàn nhìn nó mới vui ha. Bạn nào nuôi chung với cá thì quá ok. Bữa hôm có một bạn khách đã mua và để chung với một hồ cá rồng, trong đó có cá sam nè, rồi cá rồng, cá hổ, cá phi phụng. Vậy là cái hồ đó trở thành hồ phong thủy luôn, hồ long hổ phụng, có thêm cái đồng xu nằm dưới đó. Rồi thêm rùa nữa, tính ra là nhiêu ta, long hổ quy phụng đó, hồ tứ quý luôn á. Hồ hữu linh chứ, là long hổ quy phụng rồi thêm cá sam nữa, ghê thiệt. Các bạn nào mà thích chơi phong thủy mà muốn bỏ rùa vô nuôi chung với cá thì rùa mũi lợn là lựa chọn hàng đầu nha. Nhìn nó bơi rất là vui, dễ nuôi nè, phun nước ít bị phổi bệnh. Đây. Lại là rùa nước ngọt nha, cái này hoàn toàn là nước ngọt, không hề có nước mặn gì luôn. Nuôi chung với cá bình thường các bạn sẽ thấy cá chép mồi, nó chưa săn được thì nó cứ sẽ sống vậy đó.
nên các bạn cứ nuôi một là cá lớn hoặc là cá bơi nhanh là sẽ nuôi chung được thôi. Và mùa vụ lợn nó khá là chậm. Các bạn xem clip thứ hai thì nhớ đăng ký kênh YouTube của Vet Show luôn các bạn, rất nhiều các clip hay về các bé thú cưng và mùa. Các bạn thích nuôi bác gì, cần tư vấn gì thì xin inbox, nhắn tin Facebook hoặc Zalo theo đường link bên dưới nha. Ok, xin chào, gặp lại các bạn trong các clip sau. Thì chỉ cứ để cho các bé ăn thôi, chứ ngồi chờ nó ăn tới sáng chưa xong. Bye bye.